Rồi, xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá của Samsung Galaxy A13 tại thế động trong những ngày gần cuối tháng 6 này quả ha. Thì đây là mẫu Samsung Galaxy A13, thiết kế rất là đẹp, thiết kế bóng bẩy các bạn ha. Rồi A13 này hiện tại nó sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản RAM 6GB và phiên bản RAM 4GB. Với phiên bản RAM 4GB có giá là 4.690.000. Khi bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, giảm giá 30% khi bạn mua sim bùm 24 giờ 3 tháng ha. Rồi phiên bản RAM 6GB có giá là 5.190.000, cũng hỗ trợ các bạn trả góp 0% lãi suất luôn. Trong ngày này thì nó không có chương trình khuyến mãi gì giảm giá gì các bạn ha. A13 này hiện tại là nó màn hình là 6,6 inch Full HD LED. Nó sử dụng con chip là Exynos 850 8 nhân với phiên bản RAM tùy chọn là 6GB và 4GB, bộ nhớ là 128GB ha. Camera chính ở đây là tới độ phân giải là 50 megapixel. Camera phụ lần lượt là 5, 2, 2. Selfie ở đây chúng ta sẽ camera selfie tương đối thấp, đó là 8 megapixel ha. Bù lại thì ở đây chúng ta sẽ có viên pin là 5000 và hỗ trợ các bạn sạc nhanh tối đa là được 15W. Rồi phụ kiện kèm theo chiếc Samsung Galaxy A13 này thì sẽ kèm theo bộ sạc, cây lấy sim và hộp máy thôi các bạn ha. Không có tai nghe, đa số giờ là các hãng đều bỏ tai nghe hết các bạn. Rồi về góp không lãi suất, đối với phiên bản RAM 6GB, góp thì các bạn có thể hiện tại các bạn có thể trả góp bên Home Credit nè, FE, M-Credit cũng được các bạn ha. Đa số là các bạn trả trước tầm khoảng là 30% là 1.557.000. Và tùy tháng mình góp là sẽ 6 tháng, với FE là khoảng 617.000 và với Home là khoảng 617, cũng khoảng 617.000 luôn bạn ha. Thì nói chung là góp không lãi thì nó không có chênh lệch với giá máy là nhiều. Rồi đối với phiên bản RAM 4GB thì bạn hỗ trợ trả góp cũng trả trước 30%, thì bạn sẽ trả trước ít hơn tí là khoảng 1.407.000, thì ba ngân hàng này sẽ trả góp lần lượt là 4 tháng luôn, mỗi tháng góp là tầm khoảng 833.000. Ha. Rồi, thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về giá và khuyến mãi của Samsung Galaxy A13 ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để comment bên dưới, mình sẽ phản hồi bạn lại sau. Bye bye.